ăn đi. Thằng 17 này thấy thấy nhỏ nhỏ gì nhảy bà cứu. Mà nó mới nhảy với thằng này không à. Thằng bên này thằng này đưa gì mà nó không nhảy nãy vô nó bự nó mới đưa về không. Gần gần nhìn nó nhảy. Biệt là hai con này chỉ nhảy. Mơ mua đồ bổ cho nó nó đừng ốm. Nhảy quá trời. Ê, mình hai con này mà dám nhất gần 70 con một cái. Đi. 17 với 15 hả? Chuyên gia với con số 7. Ai chơi chơi là nó hút chân. Thì nó ra là cái đuôi sau nó giật 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 cái con trùng nó hút ra. Đuôi nó giật 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 cái con quay sát luôn là chú thấy chú biết à. Nó gần gai lắm tại nó đứng gần. Nó mà nói. Khi nào cái đuôi nó nghe nó giật 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 quẳng quách 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 cái đuôi là nó xích cái tinh trùng. Đây cũng gà rồi, cũng ngắt rồi. Thì bởi vì nó mày con quay tới đây là nó đang cống. Nó đi đứng đi rồi nó nhúc nhích nó quay đó. Nó nè. À. Cái đít nó cái giật đó đó. Là cái tinh trùng nó đang phúng ra đó. Cầu cứ ngắt. Nó nhảy rồi nó nhỏ chứ nhảy đậu 100% luôn á. Đó. Đó nó giật cái đuôi đó. Quay sát nó vô. Ờ, nó giật cái đuôi. Là cái tinh trùng nó đang ra đó. Thấy không? Ờ, cái đuôi cạnh đuôi con đực nó đang giật giật giật. Ờ, giật là đó, nó đó, đang, đó. Tinh trùng nó đang ra đó. Nó đang giật giật đó. Tinh trùng nó đang phúng ra đó. Mà nó ôm sát vậy là tinh trùng nó vô, nó không có ra ngoài. Rồi đó. Chắc rồi đó. Mời bà liếm. Thì nghe đó. Nó giật giật là rồi nó qua nó liếm sạch luôn. Thì lên xong đó. Mới chú gì đó. Nó liếm sạch rồi ha. Chừng nào nó nhảy giật cái đuôi là nó ra tinh trùng nó ra đó. Đó rồi đó. Thôi đồ hên gì có clip quay cho mấy ổng coi, mấy chú cũng coi luôn. Nó quay lại nó liếm cho con cái hoặc nó liếm nó. À. Nó sạch. Cái đuôi này nè, nó nhích nhích nè. Cái đuôi này nè, à, tinh trùng nó kích ra đó. Nhảy rồi mới khóc ra. Nó chú gì? Đó, ông nhảy rồi đó. Đó, thấy không? Ông nhảy rồi là ông liếm ra. Rồi đó, vậy là rồi đó. Chỉ chú.